thang máy có biết nói không? Câu trả lời sẽ là không, mà có. Với những chiếc thang máy hiện đại ngày nay thì mỗi bộ phận của thang máy đều có sensor cảm biến, và những sensor này có nhiệm vụ là thu thập dữ liệu và giám sát tình trạng hoạt động của mỗi bộ phận thang máy. Và mỗi tín hiệu sẽ gửi thông tin lên bộ não của nó thông qua mạng 4G. Tại đây, AI sẽ phân tích tình trạng hoạt động thang so với tiêu chuẩn của thang máy. Trường hợp mỗi sensor thông báo tình trạng hoạt động của thang khác với lại tiêu chuẩn đã thiết kế, AI sẽ nhanh chóng thông báo đến kỹ thuật viên ở gần khu vực đó và cũng thông báo đến khách hàng biết được tình trạng hoạt động của thang. Ngoài ra, AI còn cung cấp thông tin là bộ phận nào đang gặp vấn đề để kỹ thuật viên nhanh chóng mang theo thiết bị để thay thế hoặc sửa chữa. Vì vậy, kỹ thuật viên sẽ nhanh chóng đến vị trí của thang máy để xử lý sự cố mà không làm ảnh hưởng đến tình trạng hoạt động của khách hàng. Với trí tuệ nhân tạo AI, thang máy sẽ được phân tích những bộ phận nào cần thay thế tiếp theo, cũng như cảnh báo sớm thiết bị nào chuẩn bị thay thế và bảo trì bảo dưỡng. Vì vậy, sẽ giúp đơn vị thang máy chuẩn bị được phụ tùng phụ kiện thay thế và sửa chữa nhanh chóng. Với trí tuệ nhân tạo phân tích từng bộ phận hoạt động của thang máy này sẽ giúp khách hàng có một chiếc thang máy luôn hoạt động trơn tru và không làm ảnh hưởng tới tình trạng hoạt động kinh doanh.